Nhóm tôi bước trước tôi bước chuột xin chào lại gia đình thân yêu nha. Chúc cả nhà ngày mới vui vẻ. Chào mấy anh. Chào cả nhà, bữa nay về chòi cả nhà ơi, thăm chòi cả nhà ơi, thăm chòi mai mốt là đường đó rồi. Ủa anh tính đâu tại? Anh tính thì công chuyện hái đậu bầu lắm anh. Ồ ba cái bầu mình giờ trái ra bự bự hết rồi nè cả nhà ơi. À, bầu hồ lô nha. Nãy anh em đi về nhà hồ lô xuống hầm mình bắt bảy dạy con hai con cá làm nồi lẩu ăn cả nhà ơi. Hồ lô nha cả nhà, đẹp hết sức không. Ba nấu cơm hay quá, nấu nhiều nhiều chứ ba, nấu nhiều nhiều đi. Ừ, nấu cơm nhiều nhiều à. Có gì cho mấy người huynh đệ mình ăn nè. Ở nhà giữ chòi với năm á cả nhà ơi. Thôi mình xuống hầm nhà mình bắt con cá lên mình đúng giống. Cá bự thì con, cá nhỏ thì hai con. Do sạch sạch ạ. Bếp hầm dài lạnh lẽo cả nhà. Hôm nay anh em về phải lên lửa lên khói rồi lên mới được chứ. Ô bông súng mình quá trời luôn vậy ông ơi. Kéo bắt bậy còn hai con cá mình làm cái lẩu ăn cả nhà. Bông súng mình quá trời luôn à. Chặn mớp mình nó muốn tàn hết rồi cả nhà ơi. Còn ít xíu trái à. Thăm cái vườn mình cả. Cái vườn mặt hà. Mít mít bữa nay phát rồi nè cả nhà. Mít bên đây mới phát rồi nè. Mía thì sống được mấy bụi. Đó thì quá trời trái luôn. Kéo luôn hả? Có thuốc. Ốp qua hả? Hết biết lạnh luôn. Không phải tung gì hết vậy. Cái cá chô, cá chê vô nhóc chân đó. Chơi thì có. Mày kêu quậy cả nha. Quay dắt lại đây đi. Chúng thấy tung tung vậy hả anh Văn? Đó. Thấy tung cho người trời. Mắc kẹt kỳ rồi. Rồi trên trời. Thánh thần ơi. Có cá linh nữa kìa. Bó tay lưới đầu rồi cả nhà. Cái chốt gì đó. Vô. Cái chốt kia đó gà đó. Vô. À cái dầu con thả đợt sau nè. Rồi bó tay. Đi ra ngoài này kéo cả nhà. Chết quốc là ương lưới chết quốc. Đó.
căng cái lưới cho đàng hoàng, kéo trời như nãy mạt nữa. Kéo đâu? Kéo ra kéo ra chi? Để xuống đi. Chạy ngoái ung ung ngoái kìa. Ông ở im nữa đi. Ở im nữa đi, khỏi đi đâu nè. Tới một chút đi chứ. Những cây rồi. Bạn có ăn nữa thì thôi luôn à. Ừ. Con lội ngược chứ vô kìa. Bực cái này nè. Điêu nhanh đi. Hử? Đó, có rồi đó. Có mà không biết bự nhỏ nè. Một xíu là ngồi bắt nha. Đó. Trời ơi. Nhỏ nhỏ. Hơi nhỏ không? Trời ơi trời. Ồ, cá trôi luôn. Cá trôi hả? Này. Có lý quá ha. Tới thứ ba cả nhà ơi. Trông dữ vậy ta. Ồ cá đó nó dính ở ngoài hay gì anh Mâm? Thầm nhà mà kéo ba lưới chưa có con cá bự ăn. Thì tối thầm. Không từ từ kéo ta. Ăn nó dễ ăn đâu. Mà người ta nó muốn ăn nó dễ ăn đâu nha. Có con đó được được đó. Đừng dở lên quá. Một em cả nhà ơi. Cái linh. Ừ, thả nó vô. Một em. Giờ kiểu này kiếm thêm em nữa rồi. Kiếm thêm em nó mới đủ ăn cả nhà ơi. Được con nữa hả? Con nào bự? Con đó em không? Thấy con nó bự lên ba. Ê, cái tay đó. Có gì thả con nhỏ lại bắt con bự. Được rồi, đủ ăn rồi anh Tú ơi. Kéo cá nữa, kiếm con cá nào bự quá, đổi cá nhỏ lại hả? Để quất thêm lưới nữa cả nhà. Chào anh Tính nha. Cả nhà. Hai đồng bầu có không? Nhóc. Không, dư lắm nào. Đâm. Đâu cá đâu? Cá đắng con bên kia con. An toàn không? Có từ đâu ạ? À, cái cây đó. Cô cái cây luôn à? Được rồi. Cá hường con bữa nay bự chưa? Bự. Đó cá hường kìa. Mình nhấc lên kìa. Dở lên, dở lên. Nó dậu gì trời. Ồ, con hừng bự bự trang quá. Hừng, con tổ cha trời nha. À, đọc cái cây.
bự trên. Đó, có cá bự, cá cũng vừa không bự không. Thôi số phận ra ăn bài rồi ơi. Cậu quyết định ăn hai con cá kia cả nhà. Ông dính con kìa ông cậu. Đó, cá con nữa kìa. Vậy là hai em này sẽ làm mồi cho anh em cả nhà ơi. Hai con. Anh em sẽ mặn vô làm lẩu ăn thôi cả nhà. Ờ, nhóc quá chứ. Nãy đi xin độc bậu đó ha. Ừ. Đó giờ có biết cắt đâu, kêu cắt luôn, cắt thế mẹ, nãy cũng cắt cái non vậy không quá. Độc bậu không có bông bí nữa. Bí luôn, nắng nhóc. Đủ lận. Lận thôi cả nhà. Cá làm ra xong rồi cả nhà. Cá mình nó trắng ghê không? Thấy chưa? Thấy ướp. Thấy ướp sẽ tới nướng cả nhà. Sẽ tới không ạ? À? Anh chỉ làm gì chưa? Nhưng giấm, ủa nồi lẩu chín cho lộn nồi cơm chín gì nhưng mà. Chút nữa chín. Cắt nước rồi ha. Nếu mình dục cá bự nhiều lắm mình dục con kéo khó kéo hay sao? Khó kéo. À, có cái cây mình cắm chính giữa đó. Lòn lòn nữa. Lòn lòn. Khó ăn. Còn dính chứ. Cái này yếu quá. Bèo mà. Nó biết đâu. Năm anh em hai con cá này sắm đủ buổi sáng à. Sáu ta. Sáu. Mở anh vô. Mở anh vô anh cắt cái bắp cái nhà cho bò ăn. Cái này đi bước xả hay gì vậy? Cắt xả ướp cái nhà. Đi lâu lâu cũng về chòi chứ cá này một phải đi cả nhà bỏ cái chòi để cho năm anh ở con này chữ con này chờ năm nha. Chờ nha ông chủ chòi đó à. Cá cho tôi hết trơn nhà năm kéo bán bán hả. Tính rồi này thì đặt qua cái mà đọt bầu cả nhà. Sao nó quơ dữ vậy, nó quơ nó đói gì mà nó quơ mỏ gì vậy? Nước lên luôn cả nhà. Mình làm nước lẩu. Ướp cá này xong rồi cái đó sôi là ăn được à. Tính tranh thủ nghe anh Tính ơi. Không có này đâu ăn được. Đổi rồi đó nghe. Rồi đó chị vậy? Đừng là bỏ vô nồi nước. Cũng như không vậy thì cũng như không cái gì để chung vô đây luôn á. Rồi em ném ra vậy chén thì được rồi 50 này mau á.
cho chục hành nữa. Bột ngọt, cho vô miếng bột ngọt. Đường. Tiêu. Cay cay ăn cho ngon. Nước mắm. Rồi trộn lên. Sóc lên. Để giấm vô hả? Hả? Dừng hả? Ồ, giấm nữa đó đi. Giấm rồi. Trước á. Xong cái phần ớt rồi cả nhà. Mà nếu mình nêm nếm nước lẩu sơ sơ rồi cái đó là mình ăn được. Dạ còn ba ảnh nè. Sửa mấy cái 12 cửa ngục đó anh ba. Lại làm qua bánh mình tặng. Chiến này mình tăng cường lên 12 cửa ngục. Một hết rồi, còn đâu? Sâu sâu vô đi anh ba ơi, thưa thưa ở ngoài sao nó vụt nó đứt ổn. Còn con cá lên đây xong nữa hả? Luồn lại hết cả nhà ơi. Mua đợt đó mua cũng mua cũ, mua qua tay lại xài rồi á. Giờ lâu quá trời nó mục nữa. Xong luôn rồi, xong luôn rồi. Đột bầu này ăn giấm thì đúng đời cả nhà. Đúng không? Đúng đời luôn. Vô ngoài đi vô. Ờ nước luôn mình giờ nhóc anh ơi. Có cây ca nữa. Xong rồi hả? Xong. Nó teo đi dưới trời nãy dưới lắm nhiều mà. Bớt. Nước gì vậy? Giờ đâu ăn đâu. Có không ra để xác minh lại mới được à. Bây giờ nó ăn đâu. Cái nhà. Hành tu anh nhổ được mớ. Đây. Cái này là gao bông súng với đọt bầu với bông bí. Ủa cái bịch me này mình bẻ vô chi vậy trời, mình đang giấm mà đấy me vậy mày cắt nó đi để bữa nó tính. Tranh thủ ha, đói bụng hết à. Nhúng nước giấm luôn anh Tú. Nó sôi cái mình để mấy cái đầu nó vô với mấy cái xương nó vô á cho nó chín. Gì cá rồi vô. Ừ chua không? Cái cá vô cho nó chín cái nhà, nó đỡ hao ga. Cái gì tiếp cũng hạ điện được, hạ điện. Sẵn lửa đây. Sẵn lửa đây mình bỏ cá vô luôn cả nhà. Cho nó chín thì mình nhắc vô ngoài cái mình dùng luôn rồi. Ăn luôn. Mai cũng lên đường nữa rồi cả nhà ơi. Mai mốt cũng lên đường nữa rồi. Khai mới vào canh chua anh đâu. Ủa anh tính hai hết luôn gì vậy trời, muốn chơi cái một hết luôn ăn cho đã hết luôn hay gì ba. Dạ, trời luôn trời hết thì đổ vô luôn nồi cá luôn, một chảo cá luôn cả nhà. Chén nước cái này nó mới ngon nè. Ủa gì có me trong nữa trời. Bỏ đại cây vô rồi có ai ăn nè.
sôi lên nha, dặn quái cả nhà. Wow, sôi chưa? Cái này mà quất con cây bẹp cái là thấy là thấy là xong. Ô, vô chén rồi luôn cả nhà ơi. Lên lửa, lên lửa. Bắn ra nè. Vô bắn nè. Có cái rỗng ra nè. Đây. Hết luôn đi. Hết luôn đi. Hết luôn cái gì cũng hết luôn đi. Cái gì hết luôn. Bây giờ nấu vô sao đổ vô cái nồi cơm là quậy quậy lên hết luôn. Mời cả nhà cùng mà ăn cơm với anh em cả nhà. Anh gọi đến chặn lại. À, bà cậu chứ ngồi lúc mãi đất đai anh chạch ai đây về ăn cơm ui. Lâu lắm rồi tôi mới về. Nó sôi lên nhà để gà luôn cả nhà. Coi chạy trùng dùm nha. Đi, quýt vô cây. Trời ơi, sao mà no mồi à. Bông súng lâu. Bí, bông súng gì đủ thứ nè. Bông súng để vô góc luôn. Bầu bông súng, quần bí. Này cả nhà luôn nha. Này cả nhà ăn cơm với anh em ở trong trời. Quá trời thơm cả nhà. Mời tất cả cô chú anh chị em trên kênh Tú Bắt Chước Bắt Chuột luôn nha. Mời cả nhà mình ăn cơm nha. Anh Hùng Minh Tiến, anh Thanh luôn. Anh Hòa. Mời cả nhà ăn cơm. Mời cả nhà nha. Mời cả nhà ăn cơm. Mời cả nhà ăn cơm. Mời cả nhà ăn cơm. Đi qua được đó anh Hồng ơi. Ừ. Anh Hồng mới đi được anh sợ. Qua em đi bờ bên anh được á. Đi bình thường không có gì chứ. Cái này gió bắc đi tới đâu cũng mát mẻ vậy ta. Ừ. Thời gian mới lạnh ha. Mới lạnh 4 chiều cả nhà ơi. Mới lạnh nè, mới lạnh 0 đồng. Nọc bậu ngon. Ngon quá cả nhà ơi. Em mời anh hai luôn nha, anh chị hai luôn nha. Anh cả luôn, anh cả ơi. Bác hai, bác chín. Má hai, má ba, má tư, má sáu luôn nha. Ăn lẩu mà dám với anh em tụi con. Anh gì gửi thuốc cho em uống nữa em anh Nam thôi vậy. Mà anh Nam luôn nha. Thuốc gì? Thuốc tiêu lượng hả? Tiêu lượng. Giờ em cũng ổn anh đây. Ok à. Mà muốn hết thuốc này bữa em điện anh gửi cho em vài hộp nữa coi. Ăn hoài cái đồ lẩu không giật chân anh trời. Trời gió bắc này mà ăn lẩu này đúng rồi ha anh Tích. Mày có một lon hay lon này đế vô anh ha. Thôi lạnh. Dù đế ngon ha. Ngon ngon cơm ngon. Con dù đế ngon như mua liền á. Trời đất bậu ngon anh em ơi. Nè.
Cơm. Cùng nó phải. Thấy không? Nên mà đối khác thì đâu. Thế không à? Nãy thấy lúc miếng nãy giờ đó. Thế. Anh em ăn được rồi tôi vui rồi. Hả Nam? Còn mẹ cái ạ. Trong anh Nam cái là chùa miệng cái đó anh ơi. Mắt ở nhà chữ ở dưới cắt cỏ cho bò ăn chứ không ai cũng tập theo nó rồi. Làm cực mà vui. Cái hầm nhà mình có cá đó nha. Muốn ăn cái ầm xuống lấy tay lưới xách xuống kéo hai ba lưới có cá ăn. Ông súng ở đó nhỏ lên làm lẩu. Rau thì đầy hết trơn. Tới trường nào má hai với ba hai về là cá dồ chắc hết quá. Dễ vậy. Dễ. Mới thả hổm thêm 300 con nữa mà. Mới thả thêm 300 con nữa có nhạy. 300 con một con nào không nét phần ngón tay cái. Cá nhỏ. Năng hết đợt cá bự rồi cá nhỏ nó bự lên được nữa rồi đó. Chỗ anh ăn cơm luôn nè. Nói vậy chứ thôi anh em cũng cho cả nhà thăm chòi cái nữa lại. Đi hổm dài giờ anh em về lại cái chòi quay vòng vòng cái chòi cho cả nhà xem. Thì tới đây thì em cũng xin tạm kết thúc clip cả nhà. Hẹn cả nhà gặp lại trong những clip sau nha. Chúc cả nhà có một ngày mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc bên người thân và gia đình. Bye bye cả nhà, bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye cả nhà.